Thưa quý vị, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố thông tin Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật cán bộ. Và theo đó, ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình, Trương Minh Hiến, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Vũ Hữu Song, Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật Đảng.